Vâng, đó chính là chiếc Virtu Atterby. Một phiên bản cảm ứng đẳng cấp nhất của Virtu. Không phải tuyệt vời về thương hiệu, không phải tuyệt vời về sự đẳng cấp trước giờ, mà khách hàng sẽ rất tuyệt vời khi được sử dụng nó về chất lượng đàm thoại tuyệt vời. Về chế độ âm thanh loa nghe gọi của nó rất là to, rất là trong trẻo. Về thương hiệu thì quá tuyệt vời về đẳng cấp rồi. Hiển nhiên về mẫu mã thì rất độc và lạ rồi, sang rồi, thì tính năng tuyệt vời nữa rồi, thì hội tụ đủ những yếu tố để thể hiện một sản phẩm luxury đẳng cấp Virtu. Trong hộp thì có một cái hộp về sổ sách của nó đây. Đây là một cái thẻ chính hãng Virtu. Đầu tiên là một cục sạc rất là to, new, và một cục sạc nhỏ hơn, gọn hơn để giữ trù.